Chợ Hạnh Thông Tây tại quận Gò Vấp là một trong những khu chợ lớn nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với lượng người đến kinh doanh, mua sắm rất đông đúc, hoạt động nhộn nhịp cả vào ban ngày và ban đêm. Tại đây cung cấp sỉ và lẻ khá đa dạng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày, từ tạp hóa, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống cho đến sản phẩm may mặc, thời trang. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, hoạt động mua bán tại chợ đang diễn ra trong bầu không khí ẩm đạm, vắng lặng. Trước đây, nếu như mà em đi chợ thì mọi người đi sát vào nhau, có thể là nắm tay nhau kẻo bị lạc, rồi xe máy là không thể nào mà chạy vào chợ được. Còn hiện nay thì chợ vắng hơn. Chợ mà đắt á, ví dụ như ngày thứ bảy chủ nhật thì có thể bán được 4 triệu. Là 5 triệu một đêm, hoặc là có khi 3 triệu một đêm, không chừng tùy theo. Còn từ hồi dịch bệnh tới giờ cô bán nè, có khi 600-700 ngàn. Được biết, trong đợt dịch đầu tiên, nhiều gian hàng tại chợ Hạnh Thông Tây đã phải đóng cửa và chỉ vừa hoạt động trở lại trong vài tháng gần đây. Thế nhưng, trước tình trạng giảm mạnh cả về số lượng khách hàng đến mua sắm và số sản phẩm tiêu thụ được, hiện nhiều tiểu thương tại chợ đã phải di dời sạp đến địa điểm khác để giảm chi phí thuê mặt bằng.